tiếng cụng ly reo hò không dứt. Đám cưới đã kết thúc từ chiều, nhưng hội bạn thân của Kiên vẫn đang tụ tập nhậu nhẹt, chưa ai có ý định dừng lại. Qua khung cửa sổ từ phòng mình nhìn xuống, tôi thấy Kiên, chồng tôi đã say lắm rồi, đi không vững nữa, nhưng miệng vẫn liên tục hò hét uống tiếp. Đám bạn anh cũng không kém, đứa nào cũng đã chân nam đá chân siêu, có người còn nằm lê lết, người say rất nồng mà kệ sự đời. Tôi nhìn đồng hồ Hơn 11 giờ khuya Trong lòng tôi muốn xuống dẹp Cái đám bợm nhậu kia để đi ngủ lắm rồi Cả ngày chạy đôn chạy đáo làm lễ Rồi cố bàn đủ thứ Ai mà chẳng muốn ngủ một giấc cho khỏe Nhưng mà thôi Hôm nay là ngày vui Tôi sẽ là một người vợ hiền thục biết điều Không phá đám họ Cho chồng tôi mặt mũi với bạn bè Kiên sẽ được nhậu nốt hôm nay Còn sau này Tôi sẽ cho chồng vào quy củ Nghĩ vậy tôi nhìn lão chồng đang say khướt lè nhè dưới nhà thêm một cái rồi đóng cửa sổ đi vào đi ngủ nằm trên giường đáng lý mệt thế thì tôi sẽ ngủ luôn nhưng chắc là còn hơi bực với tiếng ồn nào ở dưới nhà vẫn nghe thấy loáng thoáng khiến tôi có phần khó ngủ mắt tôi cứ thao láo nhìn quanh căn phòng tân hôn lạ lẫm bất giác mắt tôi chạm phải chiếc ảnh cưới đang treo phía trên tường hình ảnh tôi và chồng mặc đồ cưới Tươi cười nhìn vào ống kính khiến tôi không kìm được mà nở một nụ cười những ngày đó chúng tôi vô tình quen nhau trong một sự hiểu lầm tôi là bác sĩ cấp cứu ở một bệnh viện trong thành phố còn kiên là bạn của một bệnh nhân tôi từng điều trị bệnh nhân đó đang được tôi điều trị thì nhất quyết đòi về không hiểu bận gì tôi đã giải thích là với tình trạng như vậy không thể ra viện nhưng sau đó người ấy vẫn nhất định muốn về, không muốn điều trị nữa. Theo quy tắc của bệnh viện, nếu bệnh nhân từ chối điều trị thì bác sĩ cũng không có quyền ép buộc. Lúc ấy người đó còn không có người nhà, tôi cũng chẳng thể thuyết phục hơn. Đành kê đơn và dặn nếu bất thường thì vào viện lại ngay. Thế mà hôm sau người đó đau bụng quá không chịu được nữa, lại vào viện. Mà lần này người đưa vào lại là kiên biết tôi là bác sĩ điều trị cho bạn mình vậy mà để bạn mình về anh mắng tôi té tát nói tôi vô trách nhiệm còn dọa kiện cáo các thứ cho đến khi cái đơn xin về của bạn anh được đưa ra kiên mới ngậm miệng lại xin lỗi tôi các thứ nhưng lúc ấy tôi chẳng còn thời gian để ý nữa vì còn bận đi khám bệnh nhân khác sau cái hôm đó thì kiên xin số rồi lâu lâu lại vào viện khám khi thì đau đầu Khi thì đau tay Lần nào cũng nhất định chờ tôi khám Sau đó lại viện cớ hoài tình hình bệnh Để liên lạc với tôi Chẳng mất tầm một năm Thì anh chính thức có được cái gật đầu Làm người yêu Thêm hai năm thì chúng tôi có đám cưới này Nhìn lại hành trình yêu nhau Vừa buồn cười Vừa có chút đau khổ vì thời gian của tôi ít Tôi lại thấy cảm ơn tình yêu vĩ đại của anh Vẫn trung thủy Với người bận bịu như tôi Lúc quyết định cưới Tôi đã xin chuyển sang một khoa khác nhẹ nhàng hơn Đỡ bận rộn hơn khoa cấp cứu Cứ nghĩ mãi Nghĩ mãi Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Sáng sớm báo thức của tôi kêu inh ỏi Đồng hồ báo 5 giờ sáng Dù còn rất mệt Nhưng tôi vẫn phải cố lết dậy Ngày đầu làm dâu mà Tôi hiểu là chẳng thể dậy như bình thường được Kiên đã lên ngủ từ lúc nào Vẫn đang ngáy o o Người nồng đặc mùi rượu cà vạt với giày còn chưa thèm cởi tôi bèn lết sang cởi bớt đồ ra cho chồng rồi tháo luôn giày để anh ngủ thoải mái hơn xong xuôi tôi vào đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà mẹ tôi dặn ngày đầu làm dâu phải chăm chỉ quét sân nhà đấy là việc dễ nhất hồi chưa cưới kiên có đưa tôi về vài lần nên tôi cũng biết sơ sơ đồ đạc trong nhà phòng bố mẹ chồng ở ngay dưới chân cầu thang vẫn đang đóng cửa tối om có lẽ mấy ngày cưới nhiều việc nên ông bà còn mệt chứ tôi nghe kiên kể mẹ anh bán hàng ngoài chợ nên bình thường dậy sớm lắm tôi quét sân nhà xong xuôi mới hơn năm rưỡi cả nhà vẫn chưa ai dậy tôi liền đi ra chợ cóc gần đó mua gì về để cả nhà ăn sáng dì bán hàng thấy tôi lạ hỏi tôi mới chuyển đến à tôi trả lời tôi là con dâu của mẹ mai à cái bà Mai bán tạp hóa bên kia cầu ấy hả Bà ấy được cái thằng con Thì ngoan ngoãn biết điều cũng ra dáng Lấy được cháu cũng ổn ra phết đấy Nhưng mà cô bảo Cháu liệu mà đối với mẹ chồng Bà ấy cũng đáo để phết đi nhá Tôi cười chẳng biết nói sao Nhưng trong lòng cũng hơi hoang mang Vừa xách đồ ăn về Tôi vừa nhớ lại những lần tôi đến nhà Kiên Lần đầu ra mắt Lúc đó mẹ anh cười tươi tắn Nhận lấy túi quà trên tay tôi mà mắt tít lại. Còn Nhiệt Tình mời tôi vào nhà, lúc ăn cơm còn hỏi tôi làm nghề gì, lương bao nhiêu, nghe nói bác sĩ giàu lắm. Tôi có hơi thắc mắc, thì Kiên bảo mẹ hay hỏi thế thôi chứ không có ý gì, nên tôi cũng không để ý lắm. Lần thứ hai, tôi đến khi Kiên đang bận sửa cái xe máy của bố, còn mẹ chồng khi đó nói là phải ra ngoài hàng tạp hóa, nên tôi tự nấu cơm một mình. Không biết có phải duyên không? nhưng lúc tôi vừa nấu xong thì mẹ chồng về tới cả nhà cũng vào ăn cơm luôn lần thứ ba lần sắt cưới lần ấy là đi chọn đồ cưới mẹ chồng cứ muốn đi theo tôi ngửi xung quanh đâu đây có mùi sống chung với mẹ chồng cũng lưỡng lựa dần về đám cưới nhưng sau đó không biết kiên làm thế nào bà không đòi đi theo nữa đám cưới cũng tổ chức đúng như ý của chúng tôi Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy mẹ chồng có điều gì quá đáng Để mà phải nói là đáo để Có lẽ bà là dân buôn bán Nên cách làm ăn và lời nói có phần sắc sảo Nhưng dạy dỗ ra được người tử tế như Kiên Chắc bà cũng không quá gắt khe với con dâu Nghĩ vậy tôi lại lạc quan vui vẻ đem đồ về nhà Tôi vừa về đến cổng đã nghe tiếng ồn ào trong nhà Tiếng bố mẹ chồng cứ bảo nhau dối rít bà nhớ xem bà để đâu tôi đã đem vào phòng rồi mới đi ngủ mà lại bà chắc chắn chưa bà tìm kỹ lại xem thì phòng mình có từng đó cái thùng to vậy sao lại không thấy bà nhớ kỹ lại đi có đem đi đâu không đêm qua trước khi đi ngủ tôi cất vào phòng rồi xong mới đi ngủ mà sao bây giờ lại không thấy nhỉ tôi vào nhà thấy bố mẹ chồng cứ lục đục gì trong phòng dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng lắm tôi đặt túi đồ ăn trên bàn bếp rồi chạy sang hỏi bố mẹ tìm gì đi ạ à? à nga bố chồng thấy tôi thì ngẩng đầu lên bố mẹ tìm cái thùng tiền mừng mẹ con bảo rõ ràng bỏ cả hai thùng vào phòng rồi mà bây giờ chỉ thấy thùng của bố mẹ còn thùng của bạn bè hai đứa thì không thấy đâu nữa tôi chợt nhớ ra lúc tối trước khi xuống nhậu với đám bạn Kiên có cầm thùng đó lên phòng chúng tôi Rồi bảo tôi bỏ ra đếm Xong thì cất đi Lúc ấy tôi có nghe một buồn ngủ quá Chưa kịp đếm hay làm gì À cái thùng đấy trên phòng con Tôi chưa nói dứt câu Mẹ chồng quay phát lại nhìn tôi Rồi sấn sổ hỏi Sao tôi cất vào phòng rồi Mà cô vẫn đem lên được Cô tự ý vào phòng chúng tôi để lục đồ đi à Tôi hơi bất ngờ Trước sự thay đổi thái độ của mẹ chồng Vừa mới hôm qua Bà còn nhẹ nhàng hiền hậu trước mặt tôi Sao bây giờ Mới nghe như vậy đã xưng hô khác hẳn rồi Mẹ Mẹ nói làm gì Cái thùng đó là anh Kiên đem lên phòng Kêu con đếm rồi cất đi Mà con mệt quá chưa kịp bỏ ra Cái thùng vẫn nguyên trên phòng con Chứ con có biết nó ở trong phòng bố mẹ đâu mà lấy à Hình như nghe tiếng ồn nào Kiên đã lò dò đi xuống Thấy mẹ đang chất vấn tôi Anh liền lên tiếng là con vào lấy đi mẹ, thùng tiền đấy là của bạn bè vợ chồng con, con đem lên thì có gì sai à? Mẹ chồng không cãi lại được, bèn nói quanh. Thế lấy lên thì phải bảo chứ, kim ỉm đem lên, mẹ chẳng tưởng là mất mà lát đem xuống lại đây để mẹ xem đã, rồi muốn cầm về thì lấy sau. Kiên thắc mắc, tiền bạn bè chúng con mừng cưới, mẹ xem làm gì à? Mẹ chồng loanh quanh, à để mẹ xem có ai bỏ nhầm vào thùng đấy không nhiều khi người ta lớn tuổi bỏ lẫn cũng nên lát chúng con tự kiểm là được mà nếu có nhầm thì chúng con trả lại mẹ nói xong kiên kéo tay tôi đi lên phòng lúc đi ngang mặt mẹ chồng bà dường như nhìn tôi bằng ánh mắt hậm hực lắm lên đến phòng kiên lập tức lấy thùng tiền ra đưa vào tay tôi em bỏ ra kiểm đếm ghi lại rồi cất luôn đi nếu có cái nào nhầm thì bỏ ra trả mẹ mà anh nghĩ chẳng có cái nào nhầm đâu tôi nhớ ra cả nhà còn chưa ăn sáng liền đặt thùng tiền sang một bên thôi để ăn sáng xong rồi em kiểm có vội đâu kiên nhìn tôi ngần ngừ một lát rồi cũng đồng ý được rồi ăn xong kiểm luôn đi nhé dường như anh còn điều gì nữa muốn nói xong lại thôi đi vào nhà vệ sinh tôi xuống soạn đồ ăn sáng cho cả nhà Bố mẹ chồng cũng ra ăn Mẹ chồng lại tươi cười với tôi Ừm, đồ ăn ngon đi con Bún này con mua của cô Hoài Bên kia cầu đúng không? Dạ, con cũng không biết cô ấy tên gì Thấy mọi người mua đông Nên con cũng mua thôi ạ à. Ở ngay đồ ngõ nhà mình ý mẹ Nghe vậy, mẹ chồng có vẻ không vui À, chắc là cái thu ấy Bún của nó cũng ngon Nhưng mà nó bán đắt lắm Lần sau con đừng mua nữa ở đấy nhá Tôi vâng dạ trong lòng nghĩ đắt rẻ cũng là một bữa sáng thôi Cũng không phải ăn thường xuyên Miễn ăn ngon thì tiện đâu mua đấy là được mà Ăn xong thì tôi lên kiểm tiền Kiên chạy ra ngoài có việc gì đó Đang kiểm gần xong Thì bỗng mẹ chồng đẩy cửa vào Trên tay cầm giỏ đồ Hình như là đồ bẩn Bà tươi cười với tôi Hai đứa có đồ bẩn không Đưa đây mẹ giặt luôn cho Tôi chưa kịp trả lời Thì bà đã nhìn sang đống phong bì Tôi trải trên giường để kiểm đếm và sắp tiền tôi đã gom trong tay. Thế là bà đặt giỏ đồ xuống, ngồi xuống giường bảo Hai đứa cũng nhiều bạn bè nhỉ, thế được mừng nhiều không? Dạ, bạn bè chúng con cũng đều đi làm cả rồi, nên chúng nó mừng cũng tươm đất. Thế tổng được bao nhiêu? Tôi cũng thật thà, chẳng nghĩ nhiều mà đáp luôn. Được tầm 70 triệu mẹ, còn mấy cái nữa con chưa đếm xong, nhưng chắc được tầm đó. Ừ Mẹ chồng cười nhạt Mắt nhìn chầm chầm vào sấp tiền trên tay tôi Rồi như bà ngần ngừ gì đó Tôi thấy lạ liền hỏi Mẹ có chuyện gì ạ à? à không, không có gì Bà vội xua tay Cầm giỏ đồ đứng dậy Rồi lại quay lại bảo tôi Mà mẹ bảo tiền nhiều như thế Các con thì còn trẻ Cứ tiêu linh tinh rồi không tiết kiệm được gì Hay hai đứa để mẹ cầm cho Mẹ gửi ngân hàng Còn có chút lãi khi nào hai đứa cần mẹ lại đưa cho tôi nghe xong dường như thấy có mùi gì quen quen để mẹ cầm khi nào cần mẹ đưa cho chẳng phải là câu nói của mấy bà mẹ chồng muốn lấy tiền mừng của con dâu sao rồi đến lúc cần làm gì có cái mùa xuân mẹ đưa cho mà lúc ấy là năn nỉ ỉ ôi khóc lóc đủ đường may ra mới lấy được ấy thế là tôi cũng dùng cái cách của mấy chị con dâu khôn ngoan trả lời mẹ chồng dạ tiền này con với anh kiên đang định đầu tư để làm ăn nên chắc là chúng con cũng cần luôn ấy à khi nào dư giả thì chúng con gửi mẹ sau ạ à? mẹ chồng nghe tôi nói thế dường như biết không đạt được ý đồ liền hừ một tiếng rồi xách giỏ đồ đi ra cửa rồi chợt nhớ ra điều gì lại quay lại thế có khách nào của mẹ bỏ nhầm vào đấy không dạ không mẹ chắc mình cũng ghi rõ rồi nên họ không nhầm đâu Mẹ chồng nghe vậy Còn liếc nhìn sấp tiền trên tay tôi tiếc nuối Rồi mới đi xuống Lúc Kiên về Tôi kể cho anh nghe chuyện đó Anh bảo Ừ tiền vợ chồng mình Thì vợ chồng mình giữ Sau lỡ cần gấp thì cũng có luôn Mà em liệu giữ tiền nhá Giao cho em hết đấy Tôi cười Tuân lệnh ông xã Kiên là bộ đội chuyên nghiệp Vốn dĩ đóng quân ở gần nhà Nên hay về không hiểu sao đợt này lại có lệnh di chuyển đơn vị Trao đổi quân với đơn vị khác Thời gian dự kiến là một năm Kiên cũng nằm trong danh sách đó Vậy là mới cưới chưa được hai tháng Kiên phải di chuyển theo đơn vị vào Nam Ngày Kiên đi tôi buồn lắm Bố mẹ chồng cùng tôi tiễn anh Thấy tôi khóc Anh ôm tôi vào lòng Anh chỉ đi một năm thôi Mà hàng tháng vẫn có phép mà Nên em cứ yên tâm ở nhà Anh sẽ về mỗi tháng nhé Tôi gật đầu trong nước mắt Dù chẳng muốn Nhưng vẫn phải để anh đi Kiên đi được hai hôm Tôi ở nhà nhớ lắm Vừa quen hơi chồng Thì lại phải chia xa Ai mà chịu được chứ Những ngày này tôi cũng chỉ biết Quay cuồng trong công việc Để vơi đi nỗi nhớ chồng Kiên đi được một tuần Tối đó tôi chuẩn bị đi ngủ Thì mẹ chồng gõ cửa Muộn rồi mẹ chưa đi ngủ à Ừ ờ, mẹ có chuyện này dạ mẹ nói đi ạ à? nhìn mẹ chồng ngần ngừ tôi hỏi bà dường như đang có chuyện khó nói cứ loanh quanh nhìn tôi rồi lại nhìn xuống sàn nhà ờ đợt này mẹ phải lấy hàng ở tiệm tạp hóa mẹ còn đám nợ nữa mà họ chưa kịp trả mà đợt rồi làm đóng cưới cho hai đứa thành ra hết mất vốn lấy hàng còn có dư không cho mẹ vay tôi có chút lấy làm lạ vì nghe kiên kể Xưa nay ông bà có lương hưu Tiệm tạp hóa cũng nhỏ Gọi là ra vào cho có việc làm Cần gì nhiều vốn nhập hàng Đến độ phải sang vay tôi sao Nghĩ thế nhưng tôi vẫn hỏi lại Mẹ cần bao nhiêu ạ 70 triệu con ạ Lần này thì tôi nghi ngờ thật Tiệm tạp hóa nhỏ xíu Lại lấy tới 70 triệu tiền hàng Tin được không nhỉ Số tiền này lại vừa khớp với số tiền mừng Mà chúng tôi có Thấy tôi ngần ngừ Mẹ chồng vội nói Mẹ chỉ lấy để nhập hàng thôi Vì đợt này mẹ hơi kẹt tiền Có đám nợ họ chưa trả kịp ấy Họ hẹn một tuần nữa mới có Khi nào họ trả Mẹ lại mang trả cho con Tự nhiên bị đẩy vào thế khó Tôi cũng hoang mang Bây giờ chưa biết sự tình thế nào Không cho vay Thì lại bảo ki bo kẹt xỉ với cả mẹ chồng Mà cho vay thì không biết Thế nào mà lần Đến lúc đòi lại khó khăn thì sao Tôi đành dùng cách hoãn binh Dạ tại giờ con cũng không có ở đây Để mai con ra ngân hàng xem lấy được không mẹ nhé Nghe tôi nói Nụ cười trên mặt mẹ chồng tắt hẳn Tôi thấy con nét không vui trong mắt bà Nhưng hình như biết không làm gì được tôi Bà đành cười gượng rồi bảo Ừ thì mai con ra ngân hàng xem nhé Được thì mang về luôn cho mẹ kịp lấy hàng Chứ bên kia họ cũng dục lắm rồi, bảo họ mang sang mà bây giờ chậm tiền hàng thì mất uy tín lắm. Vâng, để mai con ra xem rồi lấy ạ. À. Mẹ chồng cũng đứng lên đi về luôn, không quên dặn đi dặn lại là mai phải lấy luôn. Bà về rồi, tôi liền gọi cho chồng. Alo, chồng à, nãy mẹ sang vay tiền em đấy, mẹ nói là để nhập hàng cho tiệm tạp hóa. Thì mẹ bảo vay bao nhiêu? 70 triệu kiên im lặng một lát rồi anh bảo thế mai em cứ đi tiền cho mẹ rồi có gì anh bảo mẹ cho vâng hôm sau tôi lấy tiền đưa cho mẹ chồng thấy tiền bà cười tít mắt cảm ơn tôi rối rít còn nói tôi là con dâu hiền thảo nhà có phúc mới lấy được tôi tôi cũng không dám nói gì có chút buồn cười trước mấy câu nói có phần quá lố của mẹ chồng một tuần sau tôi chẳng thấy mẹ chồng nhắc gì đến chuyện trả nợ tôi cũng không dám nhắc nghĩ có lẽ đám nợ kia họ cũng chậm trả mẹ nhưng đến nửa tháng sau vẫn không thấy mẹ chồng ý ới gì tôi bắt đầu lo tối đó tôi gọi cho kiên mẹ bảo là chờ một tuần cho đám nợ kia trả mẹ thì mẹ trả cho mình mà hơn nửa tháng rồi em vẫn chẳng thấy mẹ nói gì em nói thì sợ mẹ lại bảo đòi tiền mà bây giờ lâu quá rồi hay là anh hỏi thử mẹ xem Ờ ừ, để anh gọi Hình như Kiên gọi luôn cho mẹ chồng tôi Lát sau tôi nghe tiếng mẹ chồng oang oang dưới nhà Tôi là bảo là họ chưa trả Nên tôi chưa có tiền Bao giờ có thì tôi trả ngay Lại anh nghe tiếng điện thoại Gì rào gì đó Có lẽ Kiên đang nói tiếp Sau đó tiếng mẹ chồng còn to hơn Sao hả Có tí tiền cho mẹ vay Thì đòi lên đòi xuống vậy hả? À? Tôi nuôi anh bao nhiêu năm nay Tiền nong hàng tỷ 70 triệu ấy có thấm gì Mà anh chị phải đòi tôi gấp gáp vậy Sợ tôi lấy mất à Trong điện thoại lại có tiếng nói Không nói nhiều nữa Bao giờ có thì tôi trả Anh chị có đòi tôi cũng chịu thôi Sau đó hình như mẹ chồng cúp máy Rồi có tiếng bố chồng nói gì đó Mẹ chồng lại ngoạc lên Ông biết gì mà nói Ông cứ tiếp tục đánh cờ đi Đây là việc của tôi Bố chồng tôi cũng im luôn Tôi cũng không dám ho he Vội tắt điện, giả vờ đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi khi. Mẹ chồng vừa ngồi xuống bàn đã bảo tôi. Hôm qua, cô nói gì với thằng Kiên đấy? Để nó nửa đêm nửa hôm còn gọi điện thoại cho tôi đòi tiền. Cô sợ tôi quỷt mất của cô đi à? Tôi đặt bát xôi trước mặt mẹ rồi nói. Dạ, con không dám ạ. À. Con chỉ nói chuyện vậy với anh Kiên thôi. Không ngờ là anh ấy gọi điện luôn làm phiền mẹ rồi à. Cô không phải giả vờ với tôi Đưa được mấy đồng Thì đòi lên đòi xuống Bà già này nuôi thằng Kiên lớn Lại thèm ăn quỵt của anh chị à Dạ con không có ý đó Con sợ mẹ quên Tôi không quên Cô vội cái gì mà đòi gấp thế Hay định đem về cho nhà ngoài Nên sợ tôi quỵt mất Nói đến đây Đột nhiên bà đập bàn chỉ vào mặt tôi À chắc vậy rồi Cô định thậm thụt về nhà ngoại Nên khi tôi hỏi vay thì có trì hoãn may mà tôi gọi cho con trai tôi trước nên cô mới chịu lòi ra cho tôi vay đúng không nếu vậy thì tôi nói luôn là tôi không trả đấy không thể để cô đem về nhà ngoại được ơ mẹ con không có ý đó mà sao mẹ lại nghĩ xấu về con như vậy không để tôi kịp nói bà liền lu loa lên ôi giời cao đất dày ơi con dâu tôi mới về chưa được bao lâu chưa làm được cái gì cho cái nhà này mà đã tính đem của thậm thụt về nhà đẻ Nhà tôi vô phúc Vô phúc mới lấy về cô Mẹ, mẹ nói gì vậy Tôi nói oan à Lúc này bố chồng cũng đi ra Nghe tiếng lu loa của bà Liền hỏi có chuyện gì Mẹ chồng không cho tôi kịp lên tiếng liền nhanh nhỏ nói Nó tính đem tiền về thậm thụt cho nhà ngoại đấy Tôi biết ngay mà Nhìn cái mặt nó gian manh thế kia mà Lúc này tôi uất ức lắm Chỉ biết giải thích mấy câu Còn không có là con cho mẹ vay tiền, cô đừng có một lấp liếm. Mẹ chồng chen luôn vào, không cho tôi mở lời. Cô còn định lừa cả bố chồng để ông ấy vào hùa với cô à? Không đời nào tôi để thế đâu nhá. Mẹ chồng còn định lu loa lên tiếp, nhưng dường như bố chồng đã hiểu tất cả. Ông bảo tôi lên phòng, còn mình thì ở lại khuyên vợ. Tôi ở mức vô cùng. Bố chồng nói thế, thì tôi cũng đi lên phòng luôn. Mẹ chồng phía sau vẫn còn gào lên. Đồ mất dạy, cô liệu hồn đấy Ngồi trên phòng Nước mắt tôi không ngừng tuôn ra Hồi trước mẹ chồng nhìn khó tính Nhưng đâu có thế này Tôi thật không ngờ Chỉ vì số tiền 70 triệu Mà mẹ chồng sẵn sàng vô an cho tôi Nói tôi không ra gì Nhìn lên tấm ảnh cưới Tôi lại nhớ chồng khổ khiếp Kiên ơi anh mau về đi Bảo vệ em Chứ em sợ sau này sẽ không còn bình yên Như ngày anh đi nữa tôi khóc chán chê thì cũng phải đi làm hôm đó tôi đem đôi mắt sưng húp lên viện ai nhìn cũng hỏi tôi chỉ dám nói là lỡ uống cà phê nên ngủ không được tối đó tôi báo với bố chồng là có lịch trực nên không về nhà ngủ mà tôi ngủ luôn trên viện tôi gọi cho kiên chưa kịp nói gì thì anh bảo bận tôi cũng chẳng dám nói gì nữa tôi lại ôm gối mà khóc cả đêm cái lý do trực cũng không thể dùng cho ngày hôm sau chiều tôi vẫn phải về nhà đối diện với mẹ chồng lúc nấu cơm tối tôi thấy mẹ chồng cũng chỉ hỏi mẹ một câu rồi chẳng nói gì nữa bình thường tôi nấu cơm thì bà ngồi xem tivi mặc kệ tôi bao giờ nấu xong để ăn hôm nay bà lại vào bếp dò xét tôi đủ điều nấu thế thì hao dầu quá bớt bớt đi canh quan hết đâu mà nấu nhiều đun tốn gà nhà này chưa in được tiền nhé tôi ấm ức lắm nhưng dù gì bà vẫn là mẹ của kiên là mẹ chồng tôi tôi vẫn nên nhịn hơn thua với bà chẳng để làm gì tôi cố nấu cho xong bữa cơm rồi ăn nhanh chóng đi lên phòng mình đến lúc rửa bát bà vẫn còn bảo tôi cho quá nhiều dầu rửa bát nói tôi hoang phí lúc này mẹ chồng hiện nguyên hình là một người mẹ chồng xấu tính khó chiều mà tôi hay thấy trên phim nhưng có lẽ bà biết tôi chẳng dám cãi lại nên vẫn tiếp tục lấn tới bố chồng tôi thấy thế cũng nhiều lần giải vây cho tôi nhưng ông cũng không hay ở nhà nên chẳng nói được nhiều có khi ông còn bị bà quát lại những ngày tháng kinh khủng ấy cũng tạm kết thúc khi chồng tôi nghỉ phép kiên được về hai ngày vì có anh ở nhà nên mẹ chồng tôi cũng không quá đáng với tôi như hôm trước nhưng bà cũng chẳng đon đả Như hồi tôi mới cưới về đây Tối đó trước khi đi ngủ Mẹ chồng tôi gọi Kiên xuống nói chuyện gì đó Lát sau Anh lên thì vẫn bình thường với tôi Đêm lâu lắm rồi Mới được ôm chồng ngủ Nên tôi cố hít hà lấy hơi ấm Đã bao lâu xa cách Cũng kể hết những ấm ức mà mình đã trải qua Khi không có chồng ở bên Anh ôm tôi vào lòng An ủi Anh xin lỗi Vì để em mới cưới mà chịu cảnh đơn chiếc thế này Chỉ một năm thôi Anh sẽ xin về đơn vị cũ Lúc đó mình lại được gần nhau Em cố gắng nhé Xa anh em chịu được Nhớ quá thì em gọi cho anh Nhưng em ở nhà Mẹ ngày càng khắt khe với em Mẹ còn nói em đưa tiền về nhà ngoại Nên mẹ chẳng trả 70 triệu kia nữa đâu Nghe đến đây Kiên im lặng Anh ôm tôi chặt hơn Có lẽ anh cũng chẳng biết nói gì có lẽ lúc đó anh đã tin là mẹ anh cần tiền thật và mẹ sẽ trả có lẽ anh cũng không ngờ số tiền đó thôi mình coi như là hiếu kính bố mẹ được không em tôi ngẩng đầu lên nhìn anh dường như không tin vào tai mình chồng tôi đang nói gì vậy đây là số tiền mừng cưới của chúng tôi đã thống nhất là để đó đề phòng có chuyện gì xảy ra mà sao bây giờ lại thành tiền hiếu kính bố mẹ anh rồi anh nói gì vậy kiên tiền đó chẳng phải anh biết anh biết chúng ta đã thống nhất số tiền đó để làm gì nhưng mà bây giờ mình coi như hiếu kính bố mẹ đi được không xin em hiểu cho anh tôi nhìn vào mắt kiên trong giọng nói của anh dường như có điều gì khiến anh bất lực và khiến anh bây giờ phải van nài tôi chấp nhận điều đó tôi không phải đứa quá kém tinh tế tôi nghĩ có lẽ anh cũng có điều khó nói tôi cũng không làm khó anh nữa dạ nghe được câu trả lời của tôi anh mừng lắm ôm tôi chặt hơn nữa cảm ơn em cảm ơn em đã hiểu cho anh tôi rúc đầu vào người anh trong lòng nghĩ nếu anh đã quyết định như vậy tôi sẽ ủng hộ anh dù sao đồng vợ đồng chồng vẫn là tốt nhất tôi chỉ hy vọng sau chuyện này mẹ chồng sẽ không làm khó vợ chồng tôi nữa kiên ôm tôi một lát rồi anh bỗng buông ra nhìn tôi chăm chú lúc này dường như những nhớ nhung cả tháng qua đang trào lên trong lòng hai đứa kiên nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi lên mắt mũi môi chúng tôi cứ thế hòa vào nhau như những ngày mới cưới kiên ở nhà hôm sau nữa thì tối phải lên máy bay vào đơn vị lúc tiễn anh ở sân bay anh dặn dò bố mẹ rồi dặn tôi đủ điều anh còn nói nếu có gì ấm ức cứ gọi điện cho anh anh sẽ giải quyết hết tôi phì cười nhưng mắt vẫn không giấu nổi nỗi buồn vậy là tôi lại phải xa chồng đến tháng sau mới được gặp lại kiên vừa đi tối hôm trước thì hôm sau mẹ chồng hỏi tôi thằng kiên nó đi đơn vị xa thế chắc chắn có trợ cấp cao hơn hôm qua nó có đưa tiền cho cô không lần này tôi thẳng thừng trả lời mẹ chồng có anh ấy đưa con một ít Nhưng anh dặn con cất để lúc nào cần thì lấy dùng Mà trước khi lấy Thì phải hỏi ý kiến anh ấy Nên mẹ yên tâm Con không đem về ngoại đâu Nói xong tôi đứng dậy đi lên phòng Mẹ chồng còn nguyết ở phía sau Cô cái lịa hồn đấy Tôi mà biết cô đem về ngoại Thì cô liệu hồn với tôi Tôi về phòng Lại nhìn bức ảnh cưới treo trên tường Nhầm đếm từng ngày chồng về với tôi Hôm ấy trên viện cần giấy tờ gốc để làm hồ sơ cho tôi đi học lên cao học mà tôi lại quên không mang buổi trưa tôi tranh thủ chạy về nhà lấy để mang lên bình thường thì tôi không về ăn trưa ăn cơm trên viện rồi làm đến chiều nên khi thấy tôi về giữa trưa mẹ chồng lấy làm lạ lắm hỏi tôi về có việc gì vì viện ở hơi xa chưa nắng lại chỉ có xíu thời gian nghỉ nên tôi trả lời qua loa là về lấy tài liệu rồi chạy vội chạy vàng lên phòng Có lẽ lúc đó Vì tôi quá vội Nên đã không để ý mình chưa đóng cửa Cứ thế mở két sắt Lấy đồ rồi đi luôn Chiều tối về đến nhà Vừa vứt được túi lên giường Tôi hốt hoảng khi thấy két sắt mở toang Tôi hốt hoảng kiểm tra Thì thấy tiền với vàng hồi môn của tôi Đã không cánh mà bay Chỉ còn giấy tờ gốc là còn nguyên Tôi vội vàng chạy xuống dưới nhà Mẹ, mẹ ơi nhà mình có trộm mẹ chồng đang xem tivi nghe tôi nói bà còn nhăn nhó trộm nào nói cái gì đấy còn mất hết tiền vàng trong két rồi chắc chắn là trộm vào rồi mẹ chồng nhìn tôi tắt tivi rồi hỏi đâu mất cái gì tôi vội chạy lên trên phòng mẹ chồng cũng lững thững theo sau tôi chỉ cho mẹ chồng thấy cái két sắt mở toang hoang với đống giấy tờ còn lại kỳ lạ là những giấy tờ quan trọng còn nguyên chỉ có tiền với vàng là mất những nơi khác cũng không bị lục lọi gì hết thế cô đi ra ngoài không đóng cửa sổ à dạ con tôi cũng không nhớ là mình đã đóng chưa nhưng hiện tại cửa sổ đang mở có lẽ là tôi đi chưa đóng cửa sổ thật thấy thái độ của tôi mẹ chồng liền bảo thế thì để trách ai được nữa nói xong bà ngoảnh đít đi về Tôi vì tiếc của Buồn mất mấy ngày Trong kết đó Có mấy cây vàng bố mẹ cho tôi làm hồi môn Cùng với 50 triệu Mà Kiên vừa đem về mấy hôm trước Anh dặn đem gửi vào ngân hàng Vậy mà tôi cứ bận bịu mãi Định chờ đến sáng thứ bảy được nghỉ Sẽ tranh thủ đi gửi Vậy mà Tôi gọi cho Kiên Và khóc trong điện thoại kể lại chuyện Anh an ủi tôi Thôi coi như bài học rút kinh nghiệm Lần sau em cẩn thận hơn nhé Tôi còn khóc rất lâu Nhõng nhẽo Nói anh mau về đi Chứ tôi sắp không trụ được rồi Bố chồng tôi biết chuyện nói với tôi Coi như của đi thay người Đừng suy nghĩ quá Mẹ chồng thấy thế thì liền bảo tôi Hay con sang nhà ngoại ở mấy hôm Vừa thăm ông bà Vừa chơi cho khuây khỏa Lúc đó Có lẽ tôi quá buồn Nên không để ý sự tử tế bất thường của mẹ chồng tôi gật đầu xin nghỉ mấy hôm về nhà mẹ mẹ thấy tôi về thì lạ lắm nhưng cũng mừng bà hỏi tôi làm sao tôi bà khóc kể hết cho mẹ nghe bao nhiêu mạnh mẽ cứng cỏi nhiều năm của một bác sĩ cấp cứu đối diện với cái chết còn không sợ hãi Thế mà bây giờ lại yếu mềm như con mèo con trong lòng mẹ mẹ nghe chuyện thì thở dài rồi vỗ vai tôi dịu dàng thôi con ạ à, mất thì mất rồi nếu lần sau con cần thì bố mẹ lại cho cái khác tôi lắc đầu con không cần đâu con chỉ mong anh ghiên sớm về có mẹ có chồng ở bên con là đủ rồi mẹ tôi mỉm cười mấy tháng nữa thôi rồi nhanh mà có cháu chắc bà thông gia cũng mong lắm rồi tôi ở bên mẹ mấy ngày có lẽ người ta nói đúng gia đình là nơi để trở về dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió thì tất cả cũng sẽ dừng lại sau cánh cửa nhà mẹ nấu nhiều món tôi thích có món cà pháo mắm tôm mà mấy tháng qua tôi chưa được ăn vì mẹ chồng không ngửi được mùi mắm tôm tôi cũng không cần dậy sớm đồ ăn sáng có mẹ đi chợ mua sẵn về cho tối cũng không cần tất cả nấu cơm vì nhà tôi ăn muộn nên thích nấu đến bao giờ thì nấu không thích thì ăn ngoài những ngày ở nhà mẹ Giống như tôi được chữa lành vậy Tôi như được gột rửa thành con người mới Kết thúc một tuần Tôi trở lại huồng quay công việc Và nhà chồng Tối hôm tôi trở về nhà chồng Lúc đó cũng chưa muộn lắm Tôi mở cổng Và tự vào nhà Chưa vào đến phòng khách Tôi đã nghe tiếng mẹ chồng nói o ngoang Ôi con trai tôi à Nó vừa được tặng thêm phụ cấp Nên tôi đi mua thêm mấy cái nhẫn vàng Đeo cho nở mày nở mặt Tôi nghe thấy thế thì hơi bất ngờ Kiên đưa tiền phụ cấp cho mẹ anh sao Lại thấy lạ Rõ ràng Kiên nói 50 triệu anh đưa tôi Là toàn bộ phụ cấp Anh được cho một năm xa nhà này sao Số tiền đó Cũng đã bị mất trộm Bây giờ còn ở đâu ra phụ cấp đưa mẹ anh nữa Tôi liền nhép vào bên cửa sổ Nghe mẹ chồng nói tiếp À 70 triệu ấy Bà cứ cầm đi Tiền mừng cưới chúng nó đưa tôi giữ hộ ấy mà Tôi dường như không tin vào tai mình 70 triệu tiền mừng Mà bà nhất định không trả Giờ lại thoải mái Đưa cho ai cầm vậy Tôi định tiến thêm sát hơn để nghe Thì hột chân ngã oạch một cái đau điếng Mẹ chồng nghe thấy thế thì lao ra Thấy tôi ngã Bà có vẻ lúng túng quát Cô về lúc nào đấy Sao thế hả Dạ con vừa về Tối quá nên con hột chân Con không sao ạ Mẹ chồng định nói thêm nhưng điện thoại trên tay lại vang lên tiếng Ở đầu dây bên kia Bà vội trả lời rồi đi vào Cũng không thèm quan tâm tôi nữa Lúc dơ điện thoại lên Tôi thấy tay bà đeo một chiếc nhẫn mới vàng chói Tôi đi lên phòng Ngẫm nghĩ mãi những điều mẹ chồng vừa nói qua điện thoại Có khi nào Kiên giấu tôi đưa tiền cho mẹ không nhỉ Tôi cảm thấy anh không nói dối Lúc anh đưa 50 triệu cho tôi Còn dặn cất kỹ Với lại sau vụ 70 triệu kia Chẳng lẽ anh vẫn muốn đưa tiền cho mẹ anh giữ thay vì tôi sao Nhưng nếu anh không nói Vậy thì người nói dối là mẹ chồng rồi Bà lấy đâu ra tiền mà mua nhiều vàng vậy Mới có mấy ngày Bà còn phải lừa lấy 70 triệu kia Chẳng lẽ nhanh thế Đã lại có tiền Hơn nữa liệu có liên quan đến vị trộm kết sắt không Tôi lắc lắc đầu Mẹ chồng đúng là hơi xấu tính nhưng có lẽ Không đi làm mấy cái việc như trộm cắp đâu Hôm sau Tôi không còn thấy mẹ chồng đeo chứng nhận ấy nữa Bà lại tiếp tục xét nét tôi Giống như Muốn tôi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt vậy Mấy ngày này Dù đã cố thuyết phục bản thân rằng Mẹ chồng không phải người trộm cắp Vì bà đã có 70 triệu của chúng tôi như ý nguyện Bố mẹ chồng cũng có tiền lương hưu Lại thêm cửa tiệm tạp hóa bà đâu thiếu tiền để phải làm trò trộm cắp đó nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cái suy nghĩ đó tôi cũng không dám nói với chồng vì sợ chồng cho rằng tôi nghĩ xấu về mẹ anh như vậy thì tình cảm giữa chúng tôi liệu có còn toàn vẹn nữa không cho đến một hôm hôm đó tôi đang làm trên viện thì bố chồng gọi điện thoại lên nói rằng mẹ chồng tôi bị xe tông phải đang vào viện cấp cứu tôi đang ở trên khoa vội chạy xuống khoa cấp cứu xem mẹ tôi đi nào bà bị gãy một chân phải bó bột nằm bất động trên giường cả tháng làm các thủ tục rồi thuốc thang cho bà xong tôi cùng bố chồng đưa bà về nhà tôi gọi báo cho chồng anh lo lắm nhưng chẳng thể về được tôi bèn nói nhà mình có bác sĩ là em đây rồi anh có lo lắng gì nữa báo để anh biết thôi chứ anh yên tâm nhé tôi nói vậy nhưng trong lòng cũng thấy lo những ngày sau này ai sẽ chăm sóc mẹ chồng tôi đấy tôi thì đi làm cả ngày chẳng thể nghỉ việc để mà chăm bà bố chồng thì cũng già cả rồi không phải mắt mờ chân chậm nhưng có nhiều việc ông chẳng thể quán xuyến được tôi đắn đo lắm mẹ chồng liền gọi tôi vào phòng sắp tới tôi chẳng thể đi lại được ai chăm sóc tôi đấy dạ con cũng đang tính hay là mình thuê giúp việc Chứ còn nhiều việc quá Từ bao giờ nhà này giàu có Để thuê giúp việc vậy Cô là con dâu Cô phải có nghĩa vụ chăm tôi chứ Dạ con biết Nhưng mà công việc của con Bố chồng thấy tôi khó xử cũng nói đỡ Còn nó còn công việc của nó Làm sao kêu nó nghỉ việc chăm bà được Tôi thấy ý kiến thuê giúp việc Là được rồi đấy Ông Mẹ chồng quắc mắt lên nhìn bố chồng nhưng rồi có lẽ bà hiểu cũng chẳng có cách nào hơn nghĩ một lát bà bèn mặc cảm được rồi thuê giúp việc thì thuê giúp việc mà cô phải trả tiền thuê đấy nhá vâng ạ à, đây là trách nhiệm của con mà tôi mừng rỡ khi thấy bà đồng ý định đứng lên thì bà bảo mà còn nữa tôi bị thi này tiệm tạp hóa về nghỉ cô phải đưa lương cho tôi chứ chỗ tiền ăn bình thường của cô không có đủ đâu. bố chồng thấy thế thì liền nói, ơ ờ, cái bà này, tôi còn lương hưu cơ mà, ông thì biết cái gì, lương hưu của ông nhiều quá cơ đấy. mẹ chồng quát luôn. bố chồng định nói thêm nhưng rồi lại không nói nữa, bực tức đi ra ngoài. mẹ chồng lườm theo rồi quay sang tôi, cô nhớ chưa, đưa hết lương của cô cho tôi để tôi trả giúp việc với tiền ăn tiêu của cả nhà. ơ ờ, mẹ. Con cũng cần tiền ăn trưa Với sang xe linh tinh chứ mẹ Mẹ chồng nhăn mặt lại Nhìn tôi khó chịu Thế cho cô 2 triệu Ăn trưa với sang xe Thế là đủ rồi Mẹ tôi mặc cả kì kèo với cô đi à Không nói nhiều Đi lên phòng đi cho tôi còn nghỉ ngơi Tôi muốn nói thêm Mà mẹ chồng đuổi thẳng cổ Hết cách tôi đành chạy lên phòng gọi cho chồng Kiên bảo Thôi để anh chuyển thêm tiền cho em tự nhiên tôi thấy thương chồng mình vô cùng đành chấp nhận một hai tháng kham khổ này mẹ chồng đỡ chân thì mọi thứ sẽ lại như cũ thôi hôm sau thì nhà tôi có người giúp việc là cô hoa tầm tuổi trung niên cũng nhanh nhẹn lại biết nói chuyện rất hợp ý mẹ chồng tôi thấy thế thì cũng yên tâm giao nhà cửa cho cô ấy thỉnh thoảng tôi mới vào kiểm tra cái chân cho mẹ chồng xem hồi phục đến đâu rồi Cô Hoa ở nhà tôi được gần một tuần Mọi việc đều thông thạo Tôi cũng không phải lo cơm sáng tối Cho bố mẹ chồng nữa Đi làm về Chỉ việc ăn cơm tắm rửa Rồi lên phòng Vài hôm thì kiểm tra chân của mẹ chồng Mỗi ngày đi làm về Được cắt giảm bao nhiêu là công việc Lại không phải giáp mặt mẹ chồng nhiều Tôi thấy cuộc sống thoải mái hẳn Đến khi cái chân của mẹ tôi được một tháng Hôm ấy tôi đưa mẹ chồng đi khám lại xem đã tháo được bột để tập đi lại chưa lúc đến viện thì lại quên giấy tờ của bà tôi đành chở bố chồng về lấy lúc về đến nhà tôi thấy phòng bố mẹ chồng sáng đèn có chút tò mò tôi với bố chồng đi vào thì thấy cô hoa đang lục loại đồ trong phòng cô hoa cô đang làm gì vậy thấy tôi và bố chồng bắt tại trận cô hoa lắp bắp tôi tôi Bố chồng đứng ngoài cửa Tôi đi thẳng vào trong xem Thì thấy tủ quần áo của ông bà Bị lục lên lục xuống Cái két sắt trong góc Cũng đã bị mở khóa Tiền đã được cô Hoa lấy ra Gom vào một tấm khăn trải sẵn trên giường Tôi thấy trên tấm khăn đó Ngoài tiền ra Còn có mấy hộp trang sức Nhìn khá là quen mắt Tò mò tôi mới mở ra Thì choáng váng khi thấy chiếc kiềng vàng mà bố mẹ tôi đã tặng làm hồi môn. Trên đó còn nguyên chữ khắc tên tôi, Hồng Nga. Tôi nhìn bố chồng, ông còn đang không hiểu chuyện gì nhìn tôi. Trong lúc hai bố con không để ý, thì cô Hoa vùng chạy, bố chồng tôi bị xô ngã. Tôi vội buông hộp trang sức trên tay, chạy lại đỡ ông. May mà bố tôi chỉ ngã nhẹ không sao hết. Tôi gom hết đống tiền và trang sức được gom trên giường để nguyên đó rồi lấy giấy tờ khóa cửa mới đến viện khám lại cho mẹ chồng tôi tôi dặn bố chồng không nói gì vì sợ bà sốc bảo ông để bà về hãy nói cả buổi khám tôi cố hết sức kìm chế để không chất vấn mẹ chồng ngay tại đó sau hơn một tháng cái chân của mẹ chồng đã có thể tháo bột và có thể bắt đầu tập đi lại khi mẹ chồng về đến nhà mở căn phòng còn đang lộn xộn ra bà hốt hoảng có chuyện gì thế này sao phòng của tôi lại loạn lên thế này ôi tiền của tôi vàng của tôi rồi bà quay ngoắt lại chỉ vào mặt tôi cô cô cố tình quên giấy tờ rồi về lục loại đồ của tôi đúng không cô muốn gì tôi im lặng xem bà diễn trò may mà lúc đó tôi về cùng bố chồng nếu không thì cô hoa đã trốn tôi có mười cái miệng cũng không cãi nổi với bà Bố chồng tôi lúc này mới lên tiếng Là cô giúp việc bà thuê về đấy Tôi với cái Nga về đến nhà Thì đã thấy thế rồi Cô ta lúc bỏ chạy Còn xô tôi ngã đây này Mẹ chồng nghe thế thì hừ một tiếng Thế sao ông không nói lúc trên viện đi Cái Nga nó dặn không được nói Cho bà khám xong các thứ sợ bà sốc Mẹ chồng không nói gì nữa Liền cố sức lăn cái xe lăn vào giường Gom đống tiền với trang sức lại Bây giờ, tôi mới bình tĩnh hỏi bà, "Mẹ, lúc nãy con thấy trong đống trang sức đó có cái kiềng của con." Mẹ chồng nghe thế thì liền giả ngơ, "Kiềng nào? Làm gì có cái kiềng nào của cô ở đây?" Bố chồng cũng nhìn tôi một cách khó hiểu, thái độ của ông như vậy, có lẽ ông cũng không biết gì về việc này. Tôi chậm rãi nói từng câu cho mẹ chồng nghe rõ, "Mẹ, cái kiềng vàng hồi môn Bố mẹ con tặng con ngày cưới Bên trong có khắc chữ Hồng Nga Mà con đã mất trong vụ cậy kết sắt phòng con mấy tháng trước Sao bây giờ nó lại ở trong phòng mẹ Mẹ chồng im lặng quay mặt đi Tay ôm bọc tiền vàng vào lòng Như sợ tôi cứ mất Bố chồng dường như lờ mờ hiểu ra Ông liền tiến đến Rằng bọc đồ trong tay mẹ chồng Bà cố giữ lại Nhưng lần này có vẻ ông rất cương quyết trừng mắt lên nhìn bà Nếu bà không buông ra Tôi sẽ nói chuyện này với thằng Kiên Để xem lúc đó Còn ai đứng về phía bà nữa Lúc này mẹ chồng mới từ từ buông ra Ánh mắt còn không ngừng nhìn theo Dường như rất không cam tâm Bố chồng lấy được bọc đồ Liền lục trong đó ra xem Trong một hộp trang sức Ông tìm thấy chiếc ghiền vàng Có khắc tên tôi như tôi bảo Ông nhìn về phía mẹ chồng ánh mắt đầy vẻ thất vọng rồi ông buông chiếc kiềng xuống đi thẳng ra ngoài mẹ chồng lúc này quay lại nhìn rồi chỉ thẳng vào mặt tôi tại cô đều là tại cô hết cái nhà này đang yên ổn tôi không nói gì cả tôi vẫn cảm thấy mình chưa làm gì sai trái hay có lỗi với mẹ chồng để bà phải làm vậy với tôi bố chồng buồn lắm ông bảo ông không ngờ vợ mình lại có những hành động như vậy với con trai và con dâu. Ai đời mẹ chồng lại bày trò ăn trộm tiền và vàng hồi môn của con dâu, xong lại bày trò như là có trộm. Nghĩ lại, hôm đó có lẽ do quá tiếc tiền nên tôi không để ý thái độ của mẹ chồng. Đáng lý khi biết trong nhà có trộm, người ta phải sốt sắng lên tìm rồi kiểm tra xem trong nhà còn mất gì khác không. Nhiều người tỉnh táo, người ta còn nghĩ đến việc đi báo công an kiểm tra cam mà các ngõ để tìm thủ phạm Ngõ nhà tôi cũng không phải vắng vẻ Chẳng lẽ không ai thấy người nào ra vào Có trách cũng trách bản thân tôi nghi ngờ sớm Mà như bây giờ cũng tốt Bố chồng đã biết bộ mặt thật của mẹ chồng Mọi thứ được phơi bày Tôi cũng được minh oan nhiều điều Và có lẽ sẽ lấy lại được những thứ đã mất bố chồng đòi gọi kiên về ngay trong đêm nhà có bốn người thế mà lại để ra cơ sự này ông bảo kiên đã thành ra lập thất đã trưởng thành rồi trong chuyện này những người liên quan là vợ và mẹ của anh để anh đứng ra giải quyết là hợp lý nhưng tôi ngăn lại tôi nói với bố chồng thôi bố ạ à, anh kiên cũng sắp tới kỳ nghỉ phép của tháng này rồi anh ấy cũng về thôi với cả anh ấy làm trong quân ngũ đâu phải cứ về gấp là về được đâu còn vướng bao nhiêu thứ hơn nữa còn có hai tháng nữa là anh ấy lại về đây hẳn không đi xa nữa bây giờ nói con sợ không thích hợp còn khiến anh ấy lo thêm bố chồng nhìn tôi hình như ông cũng xui xuôi còn mẹ chồng dù vẫn ngồi ở trên xe lăn nhưng bà vẫn giữ nguyên cái thái độ cau có với tôi nghe tôi nói xong bà con lẩm bẩm gì đó không nghe rõ nhưng có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì bố chồng lại hỏi tôi thế bây giờ ý con là sao tôi cười nhẹ dường như ông đã hỏi đúng ý tôi từ lúc phát hiện chiếc kiềng có tên tôi trong phòng của mẹ chồng suốt cả buổi sáng đưa bà đi khám tôi đã tính toán rõ ràng trong đầu nếu bây giờ kêu kiên về cùng lắm là anh bảo mẹ trả tiền và vàng cho tôi rồi đòi ra ở riêng Nhưng bây giờ chân mẹ chồng Thì chưa đi lại được hẳn Anh lại còn vài tháng nữa mới về Có muốn ra ở riêng thì cũng không được Vì sẽ chẳng có ai chăm bố mẹ chồng Và chẳng ai lại ra ở riêng Mà ở một mình không có chồng hết Tôi thì vừa muốn lấy lại số tiền và vàng Mà mẹ chồng đã lấy trộm Không những thế Tôi còn phải đòi lại số tiền Mà bà đã lừa vợ chồng tôi để có được Như vậy tôi mới yên tâm ra ở riêng Vì tôi nghe người ta nói Nếu không thể làm mẹ chồng yêu Thì hãy làm cho mẹ chồng sợ Sau vụ này Mẹ chồng nhất định sẽ không có mấy chuyện trộm cắp Hay lừa lọc gì tôi nữa Nghĩ vậy Tôi hít một hơi thật sâu Nói với bố chồng Còn nghĩ là nếu anh Kiên về Có lẽ cũng đòi ra ở riêng thôi Mà bây giờ chân mẹ như vậy Còn không nữ ra ở riêng ở nhà bố mẹ biết tự chăm sóc thế nào bố chồng im lặng nghe tôi nói tiếp nhưng trong ánh mắt có lẽ cũng đã bắt đầu lo con trai đòi ra ở riêng thật với tính cách của anh chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra trong cái hoàn cảnh này mẹ chồng thì vẫn cứng lắm vẫn nghĩ con trai sẽ đứng về phe bà mà bảo vệ bà cô nghĩ con trai tôi sẽ vì cô mà bỏ chúng tôi à dạ không chắc chắn chúng con sẽ không bỏ bố mẹ rồi chỉ là con nghĩ với cái tình trạng như vậy anh kiên sẽ không đời nào để con sống chung với mẹ được nữa như vậy chỉ có cách ra ở riêng thôi tôi nhìn mẹ chồng không biểu cảm nhưng ánh mắt cố tình hiện lên vẻ đắc thắng cho bà tức chơi cô đừng hòng mẹ chồng con định cự cãi thêm nhưng bố chồng đã ngắt lời bà im đi để cho con nó nói tiếp lúc này mẹ chồng lườm ông một cái rồi mới chịu thôi tôi tiếp tục con chỉ muốn lấy lại số tiền anh kiên đã đưa cho con và số vàng hồi môn bố mẹ con cho còn lại con sẽ không tính toán gì nữa mọi chuyện tạm thời giữ kín cho đến khi anh kiên về hẳn con sợ anh ấy đi xa sẽ lo lắng như vậy sức đâu mà làm việc nữa ạ à? bố chồng gật gù nghe tôi nói đâu ra đấy là còn biết lo cho chồng ông ưng ý lắm ông chốt luôn được vậy tạm thời theo ý con đi rồi ông quay sang mẹ chồng bà nghe thấy chưa con nó còn nhỏ mà hiểu chuyện ai như bà từng ấy tuổi đầu rồi còn đi làm cái trò không ai chấp nhận được mẹ chồng thấy thế thì gân cổ lên ông thì biết cái gì mà nói nó cầm nhiều tiền để đưa về ngoại đấy mẹ con chưa bao giờ có ý định đưa tiền về ngoại nhà con chẳng thiếu thốn gì để con phải làm thế cả ngay cả tiền mừng của chúng con Mẹ cũng đã lấy Vậy mẹ bảo con lấy đâu mà đem về ngoài Bố chồng nghe thấy mẹ chồng Còn lấy cả tiền mừng của chúng tôi Thì liền sửng sốt Con nói cái gì Mẹ con lấy cả tiền mừng của các con á Tôi cúi nhanh xuống Giấu một nụ cười trộm Lần này thì chẳng giấu giếm gì nữa Tôi sẽ cho bố chồng đấy hết Dạ vâng Lúc đầu mẹ bảo vay Để lấy tiền hàng hẹn một tuần trả lại Sau đó cả tháng con không thấy mẹ trả Con hỏi thì mẹ bảo đòi làm gì Khi nào có mẹ trả Rồi mẹ còn bảo con đem tiền về ngoại Bố chồng quay sang nhìn vợ Ánh mắt giận dữ Bà làm thế thật đấy à Bà có đáng làm mẹ chồng nó không Mẹ chồng nghe ông quát Mặt nín thinh Vẫn lầm bẩm thêm vài câu Thì tôi định giữ dùm chúng nó thôi Chứ có gì đâu Giữ thì mẹ nói với chúng con có cần phải làm thế không mẹ chồng bây giờ mới im bặt lảng tránh nhìn ra hướng khác mà con chẳng biết mẹ nói gì với anh kiên sau khi anh ấy biết chuyện con bảo con là coi như đó là tiền hiếu kính với bố mẹ tiền hiếu kính nên là tự chúng con tự nguyện đưa chứ không phải bị lấy theo cách của mẹ đúng không ạ à? tôi cố tình nói tiếp để mẹ chồng không thể bao biện được gì nữa Bố chồng đau khổ lắc đầu, quá chán nản nhìn người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình 30 năm, không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Ông bảo bà, đi, đi vào lấy hết tiền ra trả cho chúng nó đi, chứ bà còn muốn cầm đến bao giờ nữa? Mẹ chồng lúc này mới quay lại, mặt rụt rè nói, ở đây tôi chỉ giữ 50 triệu của thằng Kiên với vàng cưới của cái Nga thôi. Thế còn tiền mừng của chúng nó đâu? tôi tôi đem cho bà hoài mượn rồi bà ấy hẹn lúc nào có mới trả giờ ạ à, tôi chán bà luôn đấy bố chồng thở dài rồi ngoảnh sang tôi thôi con ạ à, tạm thời con cứ cầm số tiền với vàng kia trước lúc nào bà hoài trả tiền cho mẹ con bố sẽ bắt bà ấy đem sang trả cho con tận tay lúc này tôi cũng hiểu bố chồng đã làm hết sức chẳng thể đòi hỏi gì thêm tôi ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng ạ ông lại đẩy chiếc xe lăn cho bà rồi gằn giọng đi vào lấy tiền vàng trả cho cái nga đi bố mẹ chồng lúi húi một lúc ông lại đẩy xe lăn của bà ra trên tay bà một xấp tiền và mấy hộp vàng của tôi lúc bà đưa cho tôi vẻ mặt hậm hực thấy rõ ánh mắt không ngừng lườm tôi lên xuống nhưng tôi khẽ dù sao lấy lại được đồ cũng giải oan cho bản thân là được rồi. Còn chuyện 70 triệu kia, tôi sẽ từ từ tính. Chỉ cần từ giờ đến lúc kiên về, tôi kịp lấy lại trong âm thầm. Mẹ chồng chẳng thể nói gì được nữa. Sau đó, tôi bảo kiên ra ở riêng. Lúc đó chân mẹ anh đã khỏi, chẳng còn lý do gì để từ chối. Nếu biết chuyện xấu mẹ chồng đã làm với tôi nữa. Nghĩ vậy tôi hí hưởng lắm. Ngoài lấy lại được tiền, bố chồng tôi cũng không thuê giúp việc nữa ông nói rút kinh nghiệm từ truyền cũ từ giờ tôi sẽ lại lo chuyện cơm nước sáng tối cho cả nhà còn ông sẽ nấu bữa trưa mẹ chồng ăn được thì ăn không ăn được cũng phải ăn đợi khi nào cái chân bà khỏi tự đi lại được muốn ăn uống gì thì tự nấu mẹ chồng chẳng cãi được câu nào mặt xị ra lườm tôi điều đó cũng có nghĩa là tôi không cần đưa tiền hàng tháng cho mẹ chồng nữa tôi sẽ đi chợ cho cả ngày nếu bận quá thì đi chợ online hoặc đặt đầu ăn sẵn mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn dần tôi đi làm về chỉ cần lo cơm nước dọn dẹp vẫn từng ấy việc nhưng không có sự xoay mói móc mỉa của mẹ chồng tôi thấy mọi việc chẳng có gì là mệt mỏi tôi cứ tận hưởng những ngày như thế rồi nằm chờ cơ hội lấy lại tiền kiên vẫn về hàng tháng cả nhà vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra có lẽ do quá nhớ nhà nhớ vợ nên thành ra anh cũng không để ý nhiều đến khi chỉ còn vài ngày nữa là kiên về hẳn thì cơ hội của tôi cũng tới hôm đó tôi có việc nên xin nghỉ làm một buổi không ngờ công việc lại kết thúc sớm hơn dự định nên thành ra tôi về nhà sớm hơn mọi ngày Mẹ chồng không biết điều đó Nên khi tôi về Vẫn thấy bà đang thoải mái Tán chuyện với ai ở trong nhà Rồi cười gió lớn Lúc đó tôi còn nghe loáng thoáng Nhắc đến tên tôi Thế là tôi liền đứng nép vào Cửa sổ lắng nghe Ôi dào con dâu tôi à Nó cũng ghê gớm lắm đây Nếu mà không tại nó Thì tôi đã bảo con trai tôi tự đưa 70 triệu này Chứ không bày nghĩ cách lấy như thế con dâu bà nhìn cũng ngoan mà Bà nói thế tội nó Ngoan cái gì Nó ghê lắm đấy 70 triệu này tôi vì lừa mới có được đấy Ừ Cũng may có 70 triệu bà cho vay Tôi mới qua được vụ kia Bây giờ tôi đem sang trả bà nhé Thêm tí chút gọi là tiền lãi Cho bà ăn quà Cảm ơn bà Để tí tôi phải cất kỹ Không cho nó biết là bà trả tiền rồi Chứ ông nhà tôi biết chuyện còn đòi đem trả nó kia kìa Nghĩ sao vậy Bà cũng đáo để phết thế con gì Chứ không để nó leo lên đầu à Rồi tiếng mẹ chồng Cười vang cả nhà Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý Của mẹ chồng Tôi cũng đã tính toán hết cả kế hoạch Lấy lại tiền trong đầu Hí hửng đi về phòng Trước khi chồng tôi về hai ngày Tôi bảo với bố chồng Là cần đưa mẹ đi tái khám lần cuối cho ổn định để yên tâm đón kiên về nhà bố chồng đồng ý luôn thế là sáng đó ông bà đưa nhau đi khám còn tôi viện cớ đi làm hồ sơ học cao học lén lút về nhà tôi biết tính mẹ chồng tôi rất cẩn thận bà cho rằng chỉ có két của bà mới an toàn nhất nên chẳng bao giờ đem đi gửi ngân hàng bằng chứng là toàn bộ số tiền vàng bà lấy trộm của tôi bà vẫn để nguyên trong két đó thôi tôi thuê thợ đến mở két của bà Lấy đi đúng đủ 70 triệu Rồi khóa lại như cũ Trong két của bà Còn một ít tiền và vàng nữa Chắc cũng được tầm 20 đến 30 triệu Nhưng tôi chỉ lấy đúng số tiền của mình thôi Xong xuôi Tôi khóa hết lại phòng và cổng nhà Chạy thẳng ra ngân hàng gửi số tiền kia Đến khi bố mẹ chồng đã về nhà Tôi mới giả vờ Đi công việc về sau thật Còn thản nhiên hỏi thăm mẹ chồng và nấu cơm như không có chuyện gì chỉ đến khi về phòng khóa chặt cửa tôi mới dám hí hửng cười một mình có lẽ mẹ chồng cũng không thường xuyên kiểm tra két nên tới hai hôm sau bà vẫn chưa phát xác ra hôm đó kiên chính thức được về đơn vị cũ gần nhà anh về đến nhà vào buổi chiều vì sáng còn phải báo danh đơn vị sau đó chúng tôi đã có một bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa tối tôi ôm kiên ngủ ngon lành từ nay tôi sẽ chẳng phải xa chồng mình nữa Không biết tôi ngủ được bao lâu Chỉ có tiếng gọi giật lên từ dưới nhà Nga, cái Nga đâu rồi Tôi lờ mờ mở mắt Một cách mệt mỏi Căn phòng vẫn tối om Ngoài trời hình như mới tờ mờ sáng Kiên đang nằm ngáy o o Có lẽ sau những ngày đã quá mệt mỏi Anh trở về nhà Và thả lỏng Nên chẳng tỉnh ngủ gì nữa Nga, lại có tiếng gọi tin tôi một lần nữa Hình như là giọng của mẹ chồng Tôi vơ lấy cái điện thoại Mới 5 giờ sáng Dù còn rất mệt Nhưng tôi vẫn cố lết dậy Xem mẹ chồng gọi chuyện gì Lúc tôi xuống đến nơi Mẹ chồng đã đứng chống nạnh Đứng ở chân cầu thang nhìn lên Mẹ ơi có chuyện gì vậy à Mẹ chồng nhìn tôi một lượt rồi hỏi Cô lấy tiền của tôi đúng không 70 triệu của tôi Nói rồi Bà dẫm chân dãy thành đạch Như gan vả Tôi vẫn bình thản rồi mắt Mẹ để đâu mà mất Tôi để trong két Tôi để đấy bao lâu rồi Mà chỉ mất đúng 70 triệu Số còn lại còn nguyên Chắc chắn là cô lấy rồi Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn quanh Bố chồng lúc này cũng tỉnh ngủ đi ra Chồng tôi cũng lao xuống Còn không lấy Con làm sao biết mẹ có tiền mà lấy Với mẹ để đâu Con cũng làm sao mà biết được mẹ đừng có một đồ ăn cho con mẹ chồng định lao lên cho tôi một bạt tai nhưng tôi đã né kịp bố chồng cũng lôi mẹ chồng lại bà làm cái gì đấy hả mới sáng sớm chồng tôi cũng xuống đến nơi ngơ ngác hỏi có chuyện gì vậy mẹ mẹ chồng tôi bắt đầu lu loa lên con vợ mày dám lấy tiền của tao đấy mày bảo nó trả cho tao ngay không thì không xong đâu kiên quay sang hỏi tôi Tôi mới nói rõ sự tình Em không biết mẹ để tiền ở đâu Mới sáng ra mẹ bảo em lấy Em chẳng hiểu gì cả Còn chối à 70 triệu Tao chỉ mất đúng 70 triệu hôm trước bà Hoài đưa Không phải mày lấy thì là ai lấy Bố chồng đứng cạnh ngạc nhiên Bà Hoài trả tiền bà rồi sao Sao bà không nói gì với tôi Mẹ chồng lúc này mới trột giả Ờ thì tôi quên Tôi cũng định trả nó luôn đấy có chuyện gì vậy sao hả mẹ chả cái gì ạ à. kiên hoàn toàn không hiểu cả nhà đang nói chuyện gì lúc này biết không giấu được nữa bố chồng bảo cả nhà ra phòng khách ông kể lại hết chuyện cho kiên nghe từ việc bà lừa tiền tôi cho đến việc trộm cắp rồi bị phát hiện khi nghe xong kiên buồn rầu nhìn mẹ rồi kéo tôi đi lên phòng anh ôm tôi vào lòng rồi nói anh xin lỗi, những ngày qua để em khổ quá rồi, anh xin lỗi." Tôi mỉm cười trên vai anh. Cuối cùng, chỉ cần chồng tôi hiểu thì mọi khổ cực ấm ức có đáng là bao?" Sau hôm đó, chồng tôi quyết định ra ở riêng, không truy cứu 70 triệu kia nữa. Mặc dù không nói ra, nhưng cả nhà ai cũng nghĩ mẹ chồng tôi lại bày trò để không phải trả tiền. Bảo muốn giải thích lắm, nhưng chẳng ai tin tôi cũng quyết định giấu nhẹm chuyện đó với chồng số tiền đó tôi coi như là tiết kiệm cho con sau này nếu kiên có hỏi thì tôi nói là bố mẹ tôi cho cháu chúng tôi cũng tính có con luôn trong năm đó cuộc sống ra ở riêng thoải mái vô cùng chúng tôi quấn nhau như hồi mới yêu sau bao nhiêu chuyện tôi chợt hiểu ra dù mẹ chồng hay bố chồng có khó khăn thế nào chỉ cần chồng mình luôn biết phải trái đúng sai và bảo vệ mình khi cần thì mọi chuyện cũng chẳng là gì nữa quý vị và các bạn thân mến câu chuyện đã kết thúc ở đây rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe tạm biệt và hẹn gặp lại